Bonsai chào các bạn nha. Bonsai đang có mặt ở vườn hội quán bonsai. Em chào anh Xuân. Chào Thắng nha. Vâng. Anh đang lọc à? Ừ, anh lọc qua tí cho nó. Anh chào tí. Hộ quý vị em chút. Chào 500 anh em của Thắng nha. Chào tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Của em gần 15 rồi, 15.000 rồi. 15.000. Ôi. Không trêu anh vậy thôi. Quen mồm chứ. Không sao nhỉ, gọi 500 là gọi là nhiều người đúng không anh? Ừ. Thưa quý vị các bạn, nói vui nhưng mà thật, anh Xuân là một người gọi là yêu cây. Anh có một nhà hàng rất to. Nhà hàng mình là gọi nhà hàng gì anh Xuân nhỉ? Sen Vàng các bạn. Sen Vàng ở bao nhiêu, địa chỉ bao nhiêu anh? Ở khu đô thị Tây Đáy, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Dạ vâng. Cứ ra đây hỏi nhà hàng Sen Vàng là được đúng không anh? Đấy quý vị ạ. Nhưng mà anh yêu cây, anh ra anh nhổ cỏ này, anh cắt những cái mầm nó nằm bên trong này, nó khỏi bị cớm những cái da này, đúng không hả anh? Đúng quá. Đấy, thì nó sáng. Ôi, ra. Cho nó sáng sủa em ạ. Đấy, cho nó có ánh sáng anh nhỉ? Đúng rồi. Cái xin này anh mua lâu chưa hả anh? Anh cũng mới mua từ đầu năm. Từ đầu năm. Cô thích nhỉ? Đấy, cô thích quá. Vâng. Cô rất yêu. Anh em thợ họ ấy bóc ra để lộ những cái đường chạy. Đấy ạ. Đúng rồi. Nói chung là con xin bây giờ là cũng hiếm đấy. Vâng. Hiếm chưa anh, đồ giờ có mấy đâu. Mỗi người như các anh đây cứ giữ 1-2 cốt rồi thì còn đâu nữa cho người khác chơi. Đúng không quý vị? Ôi, mấy giờ Tuấn Anh ơi? Cái gì mà hồi mấy giờ? Anh nhìn như cốt này anh có giao lưu không anh? Ôi, anh có giao lưu. À, số điện thoại của anh là bao nhiêu ạ? Của anh là 0968. Rồi. 668999. Vâng. Đấy quý vị ưng thì cứ alo cho anh Xuân. Số điện thoại vì video sai quay ở trên điện thoại để up luôn cho quý vị. Sau quý vị đang xem đây là video sai đang có mặt tại đây rồi. Và chia sẻ luôn cho quý vị các bạn cùng xem. Còn quay ở máy quay thì về làm sáng mai mới phát được. Video sai lại quay 2 video cho em lợi. Thì sáng mai video sai phát sau. Anh bên kia một cây của anh nữa à? Đây con vâng, có quá. Nhiều không anh? Ui giời, đôi chục cây kiếp. Người ta mong có khoảng 2-3 cây thôi, anh có đôi chục cây. Anh thích là khủng. Sướng nhỉ. Cái đồ này thì phải nuôi rồi đúng không anh? Đúng. Cái cút này nó phải to nên mình giật gì anh nhỉ? Phải nuôi. Cắt lọc rồi, cứ nuôi mà. Vâng. Lọc để cho nó thoáng, cho nó da nó đẹp. Sang năm thì mới vâng. Wow. Quan trọng cái chất da nó đẹp anh ạ. Chất xì đẹp lắm mà. Vâng, chất xì đẹp. Răm dày đúng không anh? Xi thì thưa quý vị các bạn, video sai không hiểu biết nhiều như xanh. Đi đến đâu được mọi người chia sẻ thôi. Chỉ biết là nó rất già. Và cái form dáng nó đẹp. Đây nó như quả núi anh. Nhờ. Dáng à. Này thì dễ chơi, ai chơi được. Đúng rồi ạ. Già quá quý vị. Wow, mưa mất rồi. Chắc video sai quay được khoảng 5 phút thôi quý vị ạ. Vì mưa rồi. Rồi tí nữa tạnh mưa về hôm sau sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Tiếc quá đang quay mà mưa. Oi, về hôm sau xin phép nhá. Mưa quá thôi. Mưa. À, rồi ok. Trời mưa quý vị rất đẹp. Cố gắng quay thêm vài phút nữa cho quý vị các bạn ngắm trời mưa cùng cũng có cái hay của nó. Khuôn viên rất rộng. Khuôn viên rất rộng quý vị. Cái kia che để tí nữa còn làm. Rất may lại video sai quay được 2 video rồi. Mời quý vị các bạn đợi video sai chia sẻ video tiếp theo nhé. Đúng là quay khoảng chục phút cho quý vị ngắm được nhiều cây hơn. Đây là quả phúc video sai bán về đây cho anh em hội quán bonsai đấy.
cảm ơn quý vị rất nhiều nha.